dùng để uống trà, tình ca để hát và là để yêu. Chị kính mời 500 anh em Blink đoán tên bài hát của bốn chị đẹp Blackpink xem ai mới là fan cứng chuẩn nhé. Like video để bắt đầu thôi nè. Câu 1, đố bạn biết tên tiếng Việt của bài hát này đấy. Lỡ hẳn thổ đất trái ký ức hai ta, tôi không sao chắc anh cũng như vậy mà. Nhanh đấy, bài hát Lửa Hận Thù đây rồi. Cơ mà các bạn có biết nguồn gốc của nó không? Lửa hận thù đất trái ký ức hai ta, tôi không sao chắc anh cũng như vậy mà. Ngày đẹp trời ăn mây kia trôi, nhưng hồ hòa lưu luyến vẫn còn vương bên ta. Câu 2, bài gốc của Lửa Hận Thù là gì nhỉ? Đã là Blink thì phải chọn đúng câu này đấy nhé. Đây là bài Flower được Blackpink biểu diễn ở Bonpink Việt Nam đấy. Chị nào hát bài này nhỉ? Jisoo hay Roche? Wow wow, ghi nhận cái tinh thần chọn đầu chúng đấy của anh em, chuẩn là chị Jisoo nè. Bài này quá là hay luôn. Là tên tiếng Việt của bài hát nào? Em mà tôi chỉ trở lại là em tắt nguồn. Thà bằng hiểu close the door rồi cũng tắt nguồn. I know. Không đến ngang nơi đây hoàng hôn xuống dần. Haha, cho những ai chưa lót ra thì bài hát này mang tên Shut Down nè. Dịch sang tiếng Việt cũng hơi bị chiến đấy nhé. Này mà tôi chỉ trở lại là em tắt nguồn. Thà bằng hiểu close the door rồi cũng tắt nguồn. I know. Không đến ngang nơi đây hoàng hôn xuống dần. Này mà tôi chỉ trở lại là cơn tắt nguồn. Thà bằng hiểu close the door rồi cũng tắt nguồn. I know. Lướt mắt soi xem chỉ tắt nguồn. Câu 5, Blackpink có bài hát Shut Down bằng tiếng Việt hay không? Trời, chị kính cũng mong lắm, nhưng mà các chị không hát được đâu. Thôi thì nhờ AI hát nghe cũng được. Này mà tôi chỉ trở lại là cơn tắt nguồn. Thà bằng hiểu close the door rồi cũng tắt nguồn. I know. Không đến ngang nơi đây hoàng hôn xuống dần. Này mà tôi chỉ trở lại là cơn tắt nguồn. Thà bằng hiểu close the door rồi cũng tắt nguồn. Tôi hoang dại và tôi cũng dễ thương. Câu 8, Blackpink đã diễn bài Du 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 tại Việt Nam hay không? Có ảnh nha, cứ phải gọi là giựt con nhà bà sỡ luôn nhé, xem mà mê. Đố bạn, đây là bài gì đấy? Tuyên Dương cho mấy bạn chọn là Playing With Fire. Đúng là không có sai nha.
top 10, ai đang trình diễn ca khúc này vậy? Oh no, cả hai đều sai. Chị mà đang biểu diễn là ca sĩ Mộng Cam của Việt Nam, chứ không có phải là các chị Hát Hương đâu nhé. Câu 11, chị Mộng Cam hát có hay không các bạn nhỉ? Chị Kính là chị thấy hay nha. Còn các bạn thấy thế nào? Comment nhé. Câu 12, bạn hãy đoán xem tên bài hát này là gì? Cha, đây là bài Cute This Love nè, nhưng mà là bản remix nha. Ai biết nhảy thì dạy chị Kính với nào. Còn tên bài hát này là gì? Dịch sang tiếng Anh thì gọi là gì mọi người ơi? Đó là Money nè, cũng là tên bài hát này luôn. Công nhận, anh trong video nhảy cuốn thật chứ nhở? Câu 14, bài Money là của ai? Rồi, tới công chuyện với Blink, không phải chị Roche, chị Lisa mới chính là chủ nhân của bài hát này nhé. Có ai lụm được tiền khi đi xem chị ấy biểu diễn không ta? Ơ mà như là chị Lisa đang quay MV Money ở Việt Nam đúng không nè? Không nha anh em ơi, đây là chị Xin Bùi Thảo Ly đang nhảy cover bài Money đấy. Công nhận là nhìn có nét giống Lisa thật nè, nhảy đẹp nữa chứ. Thế các bạn có đoán được đây là bài hát nào của Jennie không? Me,
trả lời được thì dỗi luôn. Đây là bài You and Me nha. Bài này về Việt Nam là siêu cháy luôn nè. Câu gần cuối đây, bài hát này tên gì vậy? On the ground nè, Blink ơi, đúng thì 10 điểm, sai thì giải đố nốt câu cuối đi. Câu 18, ca khúc On the ground là bài hát của ai? Chính xác thì là của chị Roche nha, thích nghe chị hát bài này quá đi mất. Không ấy mình bay sang tận Hàn tặng phở cho chị Roche có được không các bạn? Blackpink đã kết thúc. Bạn đúng mấy câu thì flex đi nhé. Đừng quên là like video và đăng ký kênh cho chị Kính nữa nha. Mãi yêu à.